Jamie Dornan, trong 50 sắc thái là tỷ phú nghiện lên giường, ngoài đời là người chồng dung dị. Dù nội dung gây tranh cãi, nhưng 50 sắc thái có thể nói là một trong những bộ phim điện ảnh lãng mạn được xem nhiều nhất của thập niên 2010. Từ phim này cũng đã giúp cặp đôi diễn viên trở thành những ngôi sao lớn được truyền thông săn đón. Hình ảnh mỹ nam sáu múi hấp dẫn Kristen Ray cũng nhanh chóng được chị em khắp nơi truy lùng thông tin. Tuy vậy, có những điều về Jamie ngoài đời lại khác so với hình ảnh tỷ phú nghiện lên giường Kristen Ray trên màn bạc mà bạn có thể chưa biết. Thành siêu sao Hollywood nhờ 50 sắc thái. Jamie Dornan chào đời năm 1982 ở Bắc Ireland. Cha anh là bác sĩ sản phụ khoa, dù trước đây ông cũng từng có ý định theo đuổi nghiệp diễn viên. Mẹ Jamie thì đã mất vì bệnh ung thư tụy khi anh mới 16 tuổi. Jamie còn có họ hàng với nữ minh tinh nổi tiếng Reese Witherspoon. Trước đây, Jamie từng là sinh viên đại học Teesside ở Anh, nhưng sau đó quyết định bỏ học để đến London theo học diễn xuất. Năm 2003, Jamie có bước đầu thành công trong showbiz khi trở thành người mẫu cho Abercrombie & Fitch và sau đó là một số nhà mốt nổi tiếng như Owens Kittim, Hugo Boss, Armani. Tham gia chiến dịch quảng cáo cho Calvin Klein, chàng Mỹ Nam còn được hợp tác với siêu mẫu Kate Moss và minh tinh Eva Mendes. Jamie từ đó nổi lên trong làng mẫu nhờ ngoại hình bắt mắt. Giới truyền thông đặc biệt khen ngợi những thớ cơ hoàn hảo ở vùng ngực và bụng của anh. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh là Mary Antoinette 2006 với một vai diễn phụ. Sau tác phẩm này, Jamie tiếp tục tham gia một số dự án phim khác, trong đó có Once Upon a Time. Tuy nhiên, chỉ đến 3 năm chính Kristen Ray trong 50 sắc thái, Jamie mới thực sự một bước trở thành siêu sao nổi tiếng Hollywood. Hình ảnh chàng tỷ phú lạnh lùng, đam mê nhục dục nhưng lại vô cùng điển trai, body vạm vỡ nhanh chóng khiến chị em phát sốt vì Jamie. Anh lập tức trở thành cái tên quen thuộc trong hàng loạt bảng xếp hạng trai đẹp trên thế giới, trong đó có cả bảng xếp hạng của tạp chí nổi tiếng People. Đây thật ra cũng là một vai diễn ăn may của Jamie, bởi ban đầu, nam diễn viên người Anh Charlie Hunnam mới được Donnie đóng giày cho vai Kristen Ray. Nhưng 5 tuần trước khi phim bấm máy, Charlie đã bất ngờ bỏ vai, để lại cơ hội nổi tiếng cho Jamie. Nhờ vai diễn này, Jamie như được đổi đời, chàng tỷ phú Ray chia sẻ. Chính nhờ vai diễn này mà nhiều cánh cửa đang được mở ra cho tôi, để tôi thực sự có những cơ hội lớn hơn trong nền công nghiệp làm phim và cả nền công nghiệp thời trang. Hãy trung thực nhìn nhận rằng, việc được tham gia vào bộ phim ăn khách này đã thúc đẩy rất nhiều cho sự nghiệp của tôi. Sau khi xuất hiện trong vai Kristen Ray, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời diễn xuất, các vai diễn dành cho tôi đã được thăng hạng. Tôi sẽ không thể nào nhận được những lời mời mà tôi luôn khát khao đó nếu như tôi không xuất hiện trong 50 sắc thái. 50 sắc thái gây áp lực tâm lý và rạn nứt tình cảm vợ chồng. Đối với sự nghiệp, 50 sắc thái đã giúp cho Jamie Dornan thăng hạng thành sao hạng A, được mời làm gương mặt quảng cáo và dự nhiều sự kiện. Nhưng điều gì cũng có mặt trái của nó. Về đời tư, thành công này đã mang đến cho Jamie không ít phiền toái. Đầu tiên, việc được nhận vai Kristen Ray trong bộ truyện vốn có lượng fan đông đảo đã gây ra nhiều áp lực cho Jamie, đặc biệt là vì khi đó anh là ngôi sao không mấy tên tuổi. Nam diễn viên từng bày tỏ, có nhiều người không hài lòng khi họ biết tôi sẽ đóng vai Kristen Ray, nhưng tôi hiểu rằng mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Không những thế, đời tư và cuộc sống gia đình của anh cũng trở thành mục tiêu để truyền thông cùng những miệng đời thị phi soi xét. Khi công chúng càng quan tâm đến bạn bao nhiêu, sẽ càng có khả năng xuất hiện những con người kinh khủng bấy nhiêu. Có những người nói những điều kinh khủng về đời sống riêng của gia đình tôi, cuộc sống hiện tại của Jamie Dornan, diện mạo già nua, hôn nhân hạnh phúc cùng vợ và ba con. Sau 7 năm kể từ ngày 50 sắc thái được trình chiếu, Jamie Dornan ngày càng kín tiếng hơn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư. Dù hào quang không còn được như xưa, nhưng Jamie Dornan vẫn cho thấy anh là một nghệ sĩ rất hạnh phúc, hàng say với nghiệp diễn cũng như trong cuộc sống. Năm 2013, Jamie Dornan kết hôn với nữ diễn viên ca sĩ Amelia Warner. Đến nay, họ đã có với nhau ba cô con gái đáng yêu và cùng tận hưởng cuộc sống yên ả hạnh phúc. Bước sang tuổi tứ tuần, Jamie Dornan dường như đã đánh mất độ đẹp trai, bóng bẩy và trâu chuốt như ngày nào. Đối lại giờ đây, nam tài tử có phần xuống sắc phong trần và phong cách sầu riêng bụi bặm hơn.